Hello xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình mình là anh Túc đây ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình được chưa ạ thì đến với video hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho anh em chơi quả kèo Adrop nhận miễn phí 10 đồng lút Đấy thì quả kèo này là quả kèo Adrop à, đợt 2 Đợt 1 thì nó lom dòm quá Thì đợt 2 thì là nó không phải là lom dòm đâu được chưa Thì đợt 1 thì các bạn cờ làm cờ làm đến 2 tuần như mình ấy Cờ làm 2 tuần mới được uh, chưa được một đồng uh, lút được chưa Nhưng mà quả kèo uh, đợt 2 này có vẻ là ngon hơn được chưa được, uh, Khi các bạn làm xong nhiệm vụ là được 10 đồng lút Nói chung là uh, cực kỳ nó ngon đấy được chưa? thì yêu cầu mà để mà nhận chơi của kèo này thì các bạn phải có yêu cầu này đấy con này thì nó chạy trên mạng uh, Heco đấy, hobby đấy. đấy yêu cầu bạn có cái telegram và TikTok và một cái tài khoản uh, hobby và ví metamask được chưa? ạ thì để mà tạo tài khoản uh, hobby thì các bạn có thể kích uh, đường link dưới phần mô tả mình có để đường link để các bạn tạo được chưa? thì là uh, đây cái con uh, hobby là mình uh, mới tạo vừa nãy xong được chưa? đây mình vừa tạo hướng dẫn cho anh em xem này được chưa mình vừa tạo xong thì đây cái giao diện như vậy thì anh em đăng ký con uh, hobby này cũng đơn giản thôi cũng đăng ký gmail rồi nó gửi mã code tới thì, uh, như gọi là đơn giản thôi thì anh em có thể kích vào đây để lưng cái bảo mật nó lên đó đây các bạn và cài đặt bảo mật thì lưng tài khoản bảo mật nó lên thì đây mình đợi xong minh này thì mình vừa ấy làm nên là nó phải đợi cho, cho nó xong minh cài c được chưa đấy không sao đấy và các bạn vào cài đặt liên kết với số điện thoại này gmail thì các bạn khi đăng ký các bạn liên kết rồi đấy nhập số điện thoại để nó liên kết đấy khá là ok đấy thì số điện thoại đã mở để em ai mình đấy rồi khi xong bước một đây thì các bạn ép uh, uh, ví cho mình nha đây uh, có bước hai đấy. bước hai thêm mạng hay cô vào ví được chưa đấy thêm mạng hay cô vào ví uh, metamask ấy đấy thì các bạn sẽ mở metamask của các bạn lên cho mình được chưa rồi ok khi mà các bạn vào ví MetaMask của các bạn ấy thì nó, nó như vậy như của mình là mình uh, ép rồi đấy thì mình hướng dẫn cho anh em ép này kệ anh em kích vào phần ba gạch cho mình nó đơn giản thôi anh em thấy nó lòng ngoằng nhưng mà mình thấy nó đơn giản thôi đấy, giờ anh kéo xuống phần cài đặt cho mình đó cài đặt đây này ấn vào phần cài đặt dạ các bạn vuốt uh, lên đấy ấn vào mạng cho mình nha mạng mình thêm mạng ép mạng vào này đó đây như mình là mạng eth này thì mình à, nếu mà các bạn các bạn à, phải thêm vào đây như của mình là mình thêm nổi được chưa thì các bạn thêm vào thì đây, ấn vào thêm vào đó thì nó ra một chuỗi như vậy thì chuỗi như vậy thì mình để ở dưới phần mô tả để anh em ghi đây nó ví dụ như vậy này đấy đấy nó y hệt như vậy này đấy đi hết như vậy thì mình có để ở dưới phần mô tả này đây là tên mạng này h này url này mình có để hết như này các bạn sao chép xong có bắt, đầu các bạn dán vào đây dán vào từng ô một cho mình đấy mình cũng để chi tiết ra đấy dán từng ô một khi mà dán xong ok các bạn thấy ok đấy các bạn ấn lưu cho mình nha để ép nó vào được chưa đó thì như mình mình ép vào đây thì nó, nó ra như vậy đó bạn ht mainnet đây được chưa đấy xong cái bước thứ hai đó đến bước uh, rồi khi các bạn ép xong nha rồi bắt đầu đến bước thứ ba bước thứ ba bạn các bạn nó quay lại cái video mình đăng đăng này cái video đăng nghệ để mình để dưới link phần mô tả cái bước thứ ba các bạn có thể bạn kích vào cái đường link Đấy, link bước thứ ba và để cho bắt bắt đầu các bạn làm nhiệm vụ được chưa kích vào cho mình Đó. rồi khi các bạn kích vào ấy thì nó ra cái giao diện như vậy đấy cái giao diện của cái thằng uh, gọi là bot ấy, bot của thằng telegram ấy được chưa thế đây nó bắt các bạn là đây mình 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 mà nãy mình không để ý cái này thì nó bắt các bạn là nhập cái hình nào mà nó giống cái cái hình ví dụ cây này thì nhập vào nó giống và nãy để ví dụ như nhập cái hình nào nó giống bông hoa thế đây mình nhập bông hoa thì nó ra như vậy rồi đấy thì nó ra như vậy đấy thì nó bắt đầu các bạn làm nhiệm vụ này đấy mười đồng nút đây này rồi các bạn ấn vào để roi, ấn vào telegram để roi và uh, uh, đấy group channel của nó, đây ấn vào roi của mình mình roi rồi nên là mình không roi nữa, Bây giờ, đấy đây, mình roi rồi rồi bắt đầu là đến roi uh, uh, telegram channel được 0.5 nút, đấy, mỗi nhiệm vụ là nó cộng vào đây là follow các bạn follow và retweet đấy retweet là và bot là được uh, retweet này, gấn vào uh, title để retweet này. Nói chung là hướng dẫn trên này thoại nó hơi nhì nhằng một tí anh em phải để ý và thông cảm nha, được chưa? Rồi các bạn follow này, đấy bởi cột chương cho uy tín. Ok dạ. Rồi các bạn sẽ kéo lên này. Rồi các bạn sẽ ấn vào thả cho nó qua tim này, được chưa? Rồi bắt đầu các bạn ấn vào phần này cho mình. Đó Rồi các bạn ấn trước kết lại. Rồi. Rồi, các bạn sẽ ấn tweet cho mình, tweet lại cho mình nhá, tweet. này ok rồi ờ, mình xóa đi mình vừa tweet rồi nên tweet nhiều quá thử tweet, Tuy phân nữa không biết tweet nhiều đã quá có việc gì không mình cứ thử tuyết tweet phân nữa cho nó được, 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 được. làm thì thể làm video cho em xem luôn đó rồi các bạn đã quay lại quay lại cái thằng tên telegram ấy rồi đến bước thứ follow twitter rồi để một lút rồi em bắt đầu nó roi roi um, uh, lồ cho nó và ấn vào để roi nha xong roi nó bắt đầu quay ra nha này roi telegram group cho nó để ok roi rồi, rồi khi các bạn làm xong nha, roi xong cái thứ rồi thì các bạn có ấn uh, ấn đây ấn cái phần này này ấn phần submit u uh, đã tài này rồi rồi xong bắt đầu nó hiện cái phần uh, git bắt các bạn uh, nhập mail của các bạn vào để uh, cái mail này thì các bạn nhập gửi cho nó ok dạ rồi khi bạn nhập xong thì các bạn nó bắt các bạn à, và nó nó gửi cho bạn một cái um, uh, code ai cái dạng mã cốt ý đấy tới cái mail mà các bạn vừa gửi cho nó ấy đấy thì các bạn sẽ vào uh, um, cả mai ấy, các bạn check để và, xong các bạn sẽ nhập ở đây đó xong bắt đầu là nó nó ghi là các bạn là phải nhập cái um, username của cái thằng uh, tiktok uh, như vậy đây là username tiktok của mình đây thì các bạn đã quay sang cái thằng tiktok này Đấy, các bạn sẽ kích vào cái thằng username của các bạn ấy được chưa rồi các bạn kích vào thằng username của bạn đây username của mình đây được chưa thì làm nhiệm vụ ai đó đó mình hướng dẫn anh em quá quen thuộc rồi được chưa Đấy, những cái chủ đề như vậy là quá quen thuộc rồi <laughs> thì nó bắt các bạn là nhập cái mail ấy cái mail mà các bạn đăng ký của cái uh, thằng uh, hobby hobby cái, đây, cái tài khoản hobby vừa nãy mình hướng dẫn anh em đăng ký đây à, không phải hướng dẫn mà là anh em vừa đăng ký đấy cái tài khoản hobby thì cái mail của các bạn đăng ký của cái tài khoản hobby thì các bạn nhập vào đây đó rồi bạn vuốt xuống thì nó bảo là các bạn là đã roi roi chưa thì các bạn nếu mà các bạn nếu chưa roi thì có thể roi lại mà roi rồi thì ấn yết yết đó và nó bắt các bạn là nhập cái ví à, cái ví cái ví của cái cái vừa nãy mình làm cái thủ tục mà gọi ép ví vào ép ví của thằng HT Mainnet vào ấy được chưa? Thì các bạn quay sang cái thằng uh, MetaMask này được chưa? Đâu MetaMask đâu. Rồi. đôi khi các bạn quay thằng MetaMask thì bạn kích thẳng vào đây để sao chép ví được chưa? Đây nếu mà bạn nào nó chưa hiện lên cái từ ht này thì bạn ấn vào đây để chuẩn đổi mạng cho nó được kéo này kéo lên đấy các bạn nhìn thấy ht giờ đấy thì các bạn chuyển đổi mạng như nó rồi các bạn sao chép này sao chép uh, cái địa chỉ ví này nó thực chất nên là cái địa chỉ ví này nó cùng một gì uh, mà nó giống nhau y hệt nhau mà không khác nhau cái gì, gì đâu các bạn ạ đấy các bạn sao chép xong rồi các bạn sẽ dán vào đây dán vào rồi đó dán vào xong bắt đầu là nó lại ra cái giao diện nó nó bảo như vậy bảo các bạn như vậy đây khi mà các bạn gọi là dán xong thì cũng như là các bạn đã đăng ký thành công rồi được chưa các bạn đã làm xong cái nhiệm vụ rồi ok dạ còn đây là nó gửi là đây là cái địa chỉ link các bạn đi giới thiệu người thì tối đa hình như là bảy người hay sao ấy đây thì nó bảo là cái gì mắc bảy lút này có nghĩa là bảy người đấy Thế một có nghĩa là một người thì được giới thiệu bảy người đấy mình cũng không rõ cái món này cho lắm ai à, không rõ cái cái kiểu người nên lắm nhưng mà mình cũng chưa rõ được nhưng mà loại như còn nó một, một người là bảy người à một người là bảy lút thì sao thì giới thiệu mắc này. mỗi người được, được một lút được chưa thì cái kèo không phải non loa thì anh em cố gắng làm nha đấy thì kết thúc video đây anh em đừng quên cho mình một nút like một nút đăng ký nha thì hướng dẫn trên điện thoại tuy tuy lắm người dùng nhưng mà máy tính thì nó điện thoại nó ngoằng nhưng mà máy tính lại rễ nhưng mà máy tính lại không có người không gọi là không ít người có máy tính đấy phần đa là dùng điện thoại đấy kết thúc video này, chào mọi người nha